em nói cái gì bla 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 bla, nghe nó tưởng là off beat nhưng mà thực sự nó on beat. Em làm lại đoạn đó cho mọi người nghe coi nè. Dạ ok. Anh nhắc lại giùm em cái đầu tiên được không? Em muốn. Anh nhớ là nó là cái trẻ em cái gì ấy. Dạ rồi. Khỏe xấu trẻ em. Về nhà tiếp tục luyện tập, học thêm, đọc thêm. Mai cho viên ngọc đến sáng, bừng lên. Tụi bản thân mình biết không quan tâm lời người ta, bla bla bla. Gạt hái được là do mồ hôi mồ kề, chứ đâu có abracadabra.